Song Thanh Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Video clip hôm nay thì lên hơi muộn. Vâng, em quay video clip vào lúc là hơn 10 giờ tối rồi vì công việc ban ngày thì rất là bận, hàng hóa đóng gói rồi chuyển cho các bác mà rất là nhiều các cái đơn hàng gần Tết. Cho nên là công việc cũng bận rộn và đêm muộn rồi em xin lên sóng một cái con hàng khủng vừa mới cập bến Shop Đạt Trần trong ngày hôm nay. Cặp loa Sansui SP9700, model này có thể nói là đời cao chót vót của Sansui và một model gần như là hết số thôi các bác. 9700, sản phẩm này ra đời vào những năm 1979 thưa các bác, với cấu hình 7 loa trên một thân thùng, 7 loa trên một thân thùng thưa các bác, rất là khủng. Cấu hình của em nó thì gồm có một cái loa bát với đường kính 43 cm, một loa mid 20, hai loa chép kèn và ba loa siêu chép, tổng cộng là 7 loa trên một thân thùng. Cặp này thì có cái kích thước chiều cao 69, chiều rộng 47 và chiều sâu là 30 cm. Một cái cặp loa cổ của Sansui nhưng mà thiết kế rất là hiện đại, từ những năm 1979 mà bây giờ chúng ta nhìn vào cái vóc dáng, cái thiết kế của nó và thực sự là đỉnh cao, không hổ danh là một cái model hết số của hãng. Trên tay em thì đang là cái tấm lưới căng của cặp loa Sansui SPX9700. X9700 thì nó hết số của dòng X, nó có X7000, X8000 rồi X9000, 9700, một model đời rất cao. Thiết kế lưới căng mắt võng cổ đấy, nó đúc nguyên khối, phía dưới thì tem Sansui thì cũng đã được cải tiến mới và nó thông minh hơn những cái dòng Sansui cổ là SP2300 và các dòng SP khác. Là cái e-căng của nó thì đã sử dụng chấu cắm rồi, không phải bắt ốc như là những cái đời 2500, 3500 rất là bất tiện. Cái đời này có chấu cắm, các bác có thể rút ra cắm vào. Cả hai tấm lưới e-căng thì còn khá là đẹp và còn nguyên cả tem ở phía dưới thưa các bác. Đây, cả hai tấm thì đều còn nguyên tem. Cặp này thì Shop Đạt Trần về trong tình trạng là đẹp xuất sắc và zin nguyên bản 100%. Em mời các bác chúng ta sẽ cùng nhau tiến lại gần để chúng ta quan sát. Và kích thước của em nó thì em cũng đã đọc rồi, cao 69 và rộng 47, sâu 30. Đây, thùng vách góc cạnh này. Em này thì thiết kế là thùng vỏ vân gỗ, đấy, màu nâu, rất đẹp. Thùng vách góc cạnh còn vuông thùng sắc cạnh đấy, không có chảy xước móc méo gì cả, góc cạnh còn rất là ngon lành. Cấu hình thì gồm một loa bát có đường kính 40, sử dụng màng giấy gần ra xếp đấy, cái rốn của nó làm rất đẹp và rốn nó làm rất đẹp. Có những cái đường cắt CNC ở đây đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái loa mid với cái đường kính khá là lớn 20 cm, toàn bộ ốc là chưa tháo khỏi khối thùng, hai loa chép kèn và ba loa siêu chép được bố trí thẳng hàng nhau, tất cả các loa có vườn chỉ trắng hải xương màu bạc, trông rất là bắt mắt thưa các bác. Rất bắt. Model là SPX9700, 4 way, 7 speaker. Đấy, thùng vách góc cạnh còn rất đẹp. Khí hậu bên sau, đằng sau đây cũng còn rất mới, có một cái cầu loa zin nguyên bản. Tiếp theo thì mời các bác chúng ta sẽ ngắm ghế bên này. Đấy, phần hậu thì cũng còn rất đẹp luôn. Và cái phần tuyến loa, em mời các bác chúng ta cùng xem, ba loa siêu chép, hai loa chép kèn và một loa mid với đường kính 21, trên trang chủ họ đề là 20,8 tức là 21 cm, còn bát là bát 43. Bát 43 thì các bác, đấy, hình thức thì cũng còn rất đẹp. Hình thức thì cũng còn rất đẹp luôn. Đấy. Cái này thì hơi ấn tay vào một xíu thôi. Đấy, chắc là vận chuyển hơi bị đè vào một xíu, không ảnh hưởng nhỉ. Vẫn còn rất là đẹp và long lanh. Model là SPX9700 ở đây. Ở đây chúng ta sẽ có cái vi tinh chỉnh, nó có ba cái nấc. Đấy, natural là tự nhiên, shop 1, shop 2. Chúng ta nên để ở natural để chúng ta nghe âm thanh tự nhiên. Cặp này thì ngoài chơi nhạc vàng, nhạc cổ, nhạc xưa, nó còn chơi được đa năng, đa thể loại nhạc nữa các bác nhé. Chơi được đa thể loại nhạc nữa, chứ không phải là nó chỉ chơi được nhạc xưa đâu. Đấy, và cái công suất của em nó lên tới 280W cho một thùng. 280W cho một thùng, rất là khủng khiếp. Và 280W nhưng mà cái độ nhạy của nó lại lên tới 100 dB, các bác có thể thấy không, thông số này độ nhạy lên tới 100 dB ở cái trở kháng là 8 ohm và cái công suất của nó là 280W cho một thùng. Đấy, đây là hình ảnh sản phẩm.
quảng cáo đây, nhà sản xuất họ quảng cáo sản phẩm này. Đấy, những cái thông số em đưa ra cho các bác là hoàn toàn chính xác, 100% bên em đã tra được. Đấy, sản xuất những năm 79 các bác nhé. Đấy. Cái dòng SP9007 này thì cũng khá là hiếm về trên thị trường. Model của nó đời rất cao. X8000, X9000 thì thi thoảng có, nhưng 9700 thì bây giờ shop đặt trần mới gặp được một em thôi. Đấy, và cái sản phẩm này thì hôm nay shop đặt trần có mức giá rất tốt cho anh em chơi. Và 15.900.000 đồng, 15.900.000 đồng. Các bác có nhu cầu có thể alo cho em theo cái số điện thoại đang để trên màn nhỏ các bác nhé. Tối rồi em sẽ test nhạc nhẹ nhẹ một chút cho các bác chúng ta cùng trải nghiệm. Nay em test trên chiếc âm ly Sansui mới về, Sansui 7900Z, thiết kế rất đẹp với đèn đóm. Chiếc âm ly này thì bên em chưa soạn được giá nhưng mà nó chỉ hơn chục triệu thôi, hơn chục triệu đồng thôi, bộ phối ghép khá tốt. Đường kính lớn thì cho âm bass rất là sâu và mạnh và chắc. Phần trung âm to và cho cái da trung âm lồng lộng luôn. Và rất là nhiều các loa chép, kèn, còi rồi siêu chép. Giải cao thể hiện một cách lung linh. Và giải cao thể hiện một cách lung linh luôn. Một cặp loa hay ở trong cái tầm giá, cặp loa với mức giá bán 15.900.000 đồng. Các bác có nhu cầu thì hãy alo trực tiếp cho em đặt trần. Shop bên em có địa chỉ ở tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng đi toàn quốc thưa các bác. Giá báo sản phẩm không bao gồm phí ship. Và các bác ở xa thì cũng hãy nhanh tay, bởi vì là các cái đơn vị vận chuyển và sắp chốt những cái đơn hàng cuối cùng để kịp giao trước Tết. Còn lại các bác đặt hàng quá muộn thì sẽ không thể ship được cho các bác ở xa. Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa thôi. Làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng lũy che muộn có người vợ ngoan đẹp như trăng 16, cưới rồi đành xa nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm mà sẽ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lên. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn. Anh rót cho khéo nghe kéo lầm vào nhà tôi, nhà tôi ở cuối chân đồi, có dàn thiên lý có người tôi. Thank you.
cái thể loại nhạc nó nhẹ nhẹ một chút, nó ít tiếng bass một chút, mong các bác thông cảm, bởi vì cái loa này tiếng bass rất là tốt và cũng khá là muộn rồi. Các bác nhìn cấu hình thì đoán được cái chất âm của em nó và cái mức giá thì vô cùng hợp lý. Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ, hay chỉ là giấc mơ thôi, nghe tình đang chết trong tôi, cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời. Nhắm mắt ôi sao nửa hôn bỗng thương đau, ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kiếp nào, em ở đâu, anh ở đâu, có chăng mưa sầu buồn đến mắt sâu. Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt, chỉ thấy lòng nhớ thương chất ngất, và tiếng hát và nước mắt. Đôi khi anh muốn tin, đôi khi anh muốn tin, ôi những người khóc lẻ loi. Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ. Chuyển sang giọng ca của ca sĩ Chế Linh và Thanh Tuyền hát những bài nhạc xưa, em mời qua chúng ta cùng xem. Cặp loa rất đỉnh luôn trong cái tầm tiền, nghe quá tốt. Ai lỡ hai mình xa nhau. Với cái tầm tiền này rẻ hơn cả những cặp Pioneer 77A. 77A bây giờ thì 22, 23 triệu rồi. Các bác chơi cặp này thì quá hợp lý. Đừng để tình ta phai tan mau, lời nguyện xin khắc sâu. Xin phép được tạm dừng video clip này tại đây. Cara có mức giá bán 15.900.000 đồng. Và xin chào và xin hẹn gặp lại các bác trong những video clip tiếp theo. Cảm ơn các bác rất nhiều.